Vâng, và hôm nay tiếp tục em Lê Tuấn lại lên cho chúng ta một đầu vua 3.000. Có mọc chú ơi, tháo mọc. Rồi, và em Isiki TS 2510. Chạy cái chạy ra tí kia mà. Đây, cái Isiki nằm đây đây. Còn cái đầu vua nằm đấy. Leo cái mốc mới vào trong chỗ này để làm luôn. Rồi, đứng đây đã. Rồi, bây giờ chiếc Isiki đang nổ các bác nha. Đây, rồi cho vào đi. Dìa cái kia ra tí được. Đấy, cái một bộ combo này, TS2510 Isiki. Rồi, vào luôn. Rồi, vào luôn. Qua đây. Rồi, ok. Siêu đẳng, siêu tiếp. Rồi, vào luôn. Lên luôn. Vào nữa. Rồi, ok, đạp vào. Đạp luôn. Rồi, các bác. Đây các bác nhá, bây giờ thì em Isiki S2510. Đấy, hôm nay lâu lắm rồi để trong nhà. Bộ combo cả đầu cả mọc. Đây các bác. Đấy, cả đầu cả mọc, mọc xịn xò luôn các bác nhá. Mọc này bây giờ các bác không thích thì em đôn lên cho các bác luôn, cao lên để các bác nó thực hiện theo đúng cái đít của em đó. Đây. Đấy, và đang còn bộ combo liền có cả số cho các bác và cầu. Đây các bác đây. Đấy, cho bác nào đang còn cần mà xe tăng mua hoặc các bác chở cái gì cũng được hết, rất đẹp. Và vỏ thì cực kỳ đẹp luôn các bác nhá, vỏ này. Đấy, vỏ luôn này. Đấy, vỏ là 8 8 25 16. Đấy, rất đẹp. Đây thì riêng cái mọc của em đã như thế này các bác này. Đó, cái mọc như thế này. 1m7, dài 2m rưỡi. Đây, cầu đây. Và có cả nhíp đầy đủ. Đấy. Đây các bác nhá, rất tuyệt vời. Đấy, lâu lắm rồi em giấu ở đây em chưa lên. Đấy, bên cạnh là một em phô này 120 triệu. Đấy, phô bức ngang. Đây các bác này, rất đẹp luôn này. Rất vuông vức, chuẩn chỉnh. Đây, thì các bác muốn cao lên thì hoặc là các bác muốn nối ở đây em cho thợ nối luôn cho các bác đầy đủ vậy nha. Đấy, ok rồi. Đấy. Đấy, nối cao lên cho đẹp nha. Thứ hai nữa là vỏ là cỏ đó này, vỏ Nguyễn Đình. Đấy, vỏ là 12 4 24 12 4 24. Đấy, đang còn y nguyên các bác nha, rất mạnh và rất lực, rất mạnh và lực. Đây, đang nổ hai máy. TS2510 Isiki Tổng thống Ukraine. TS2510 Ukraine. Bao hết cho các bác luôn nhá. Và cuối cùng thì em đã review cho các bác xong. Và em Isiki TS2510 hai máy, có cả đầu và mọc. Cuối cùng với một cái giá là 55 triệu, còn bớt ship hàng cho các bác luôn, 100 người số luôn lại, 55 triệu ship hàng cho các bác. Các bác gọi điện cho em 0394 326 198. Em sẽ có mặt và ship hàng luôn cho các bác trong vòng 100 cây số, 55 triệu. Rồi, ok, cuối cùng em xin chân thành cảm ơn, hẹn lại các bác video sau.